Chào mừng quý vị và các bạn đang đến với kênh Việt Nam TV. Thưa quý vị và các bạn, không quân Mỹ vừa ký hợp đồng với hãng Boeing nhằm nâng cấp phi đội máy bay chỉ huy cảnh báo sớm AWACS E3NG với diện mạo mới. Hợp đồng nâng cấp được hai bên ký kết sẽ nâng cấp toàn bộ những chiếc e 3 Sentry hiện đang có trong không quân Mỹ lên tiêu chuẩn mới Block 4045. Gói nâng cấp có trị giá 99,9 triệu USD và sẽ kéo dài đến năm tài chính 2024 công việc này sẽ được thực hiện tại căn cứ không quân Tinker tại Oklahoma. Với gói nâng cấp Block 4045, máy bay e 3 ng được nâng cấp hệ thống thông tin liên lạc mới, hệ thống máy tính xử lý thông tin trên khoảng và tăng cường khả năng phát hiện cũng như là theo dõi các mục tiêu trên không. Đặc biệt, chương trình cấp mới cũng giúp biến các hệ thống điện tử trên máy bay e 3 Block 4045 có kết cấu mở và phù hợp với phương thức tác chiến lấy mạng làm trung tâm. Sau khi hoàn thành nâng cấp, những chiếc E3 Sentry của Mỹ sẽ được sử dụng đến năm 2035. Theo tiết lộ của không quân Mỹ, phương tiện làm việc chính của hệ thống AWACS E3 Sentry là vòng anten radar đường kính 9m được gắn trên thân máy bay nhờ hai thanh chống dài 4m. Anten khi hoạt động có tốc độ quay 6 vòng trên một phút. Với sự trợ giúp của radar E3 Sentry không chỉ phát hiện và xác định các thông số bay của bất kỳ mục tiêu nào trên không, mà còn phát hiện các vật thể trên mặt biển khi bay ở độ cao 9 km, mỗi máy bay Airbus Sentry có thể bao quát một khu vực rộng tới 300.000 km vuông, ba chiếc máy bay bao phủ toàn bộ Trung Âu. Hộ tống hàng chục mục tiêu trên không, nó bay liên tục trong vòng nhiều giờ, và hệ thống radar bao trùm toàn bộ lãnh thổ châu Âu là những đặc tính cần thiết để Mỹ và NATO quyết định nâng cấp phi đội máy bay chỉ huy cảnh báo sớm trên không AWACS đã được trang bị cho quân đội vào cuối những năm 1970 và hiện nay chỉ đang thua kém đáng kể so với các hệ thống hiện đại của người Nga. Các hệ thống AWACS có khả năng phát hiện và theo dõi tất cả các loại mục tiêu trên không, bao gồm máy bay ném bom, máy bay chiến đấu bay thấp, máy bay đánh chặn tốc độ cao và tên lửa hành trình. Tuy nhiên, chức năng quan trọng nhất của máy bay loại này là xác định tọa độ mục tiêu và hướng dẫn máy bay chiến thuật tấn công vào mục tiêu này. Ví dụ như là máy bay Boeing E3 Sentry của Mỹ có thể đồng thời tương tác với vài chục máy bay chiến đấu của cả Mỹ lẫn đồng minh. Không quân Mỹ thì đã nhận được những chiếc máy bay AWACS đầu tiên vào năm 1979. Các hệ thống AWACS đã được đưa vào sử dụng trong tất cả các cuộc xung đột vũ trang với sự tham gia của quân đội Mỹ và đã đem lại những hiệu quả cực kỳ to lớn. Trong chiến dịch quân sự tại Iraq vào năm 1991, trên bầu trời Iraq đã có tới 5 chiếc máy bay AWACS của Mỹ và một số máy bay AWACS của NATO và Ả Rập Xê Út. Chúng đã kiểm soát không phận và hải phận trong khu vực xung đột chỉ huy hơn 250 máy bay chiến đấu, kiểm soát việc tiếp nhiên liệu trên không, hướng dẫn các máy bay nắm bom chiến lược và đưa máy bay chiến thuật và máy bay từ tàu sân bay đến các khu vực cần tấn công. Hiện tại, máy bay AWACS đang hoạt động tại Afghanistan, theo dõi tình hình tại phía đông nam Ukraine và tại Syria. Ở Syria thì các máy bay loại này của Mỹ thường xuyên cất cánh để theo dõi các chuyến bay của máy bay tiêm kích và máy bay nắm bom chiến lược của Nga. Trong khi đó thì không quân Nga hiện nay có phi đội máy bay AWACS được phát triển dựa trên cơ sở máy bay vận tải Ilyushin IL-76. Phiên bản nâng cấp gần nhất với định danh BDF A50U Mainstay có tính năng trinh sát phát hiện và chỉ huy điều khiển vượt trội so với TU-126 cùng với phạm vi bay lớn hơn. Trên máy bay có tới hơn 20 tấn thiết bị điện toán và radio hiện đại. Máy bay A-50U có khả năng phát hiện mục tiêu tại khoảng cách đến 600 km có thể theo dõi đồng thời tới 150 mục tiêu khác nhau. Ngoài ra, Nga đã phát triển, đang thử nghiệm và đưa vào sử dụng máy bay Aquas A-100 Freemer có tính năng mạnh hơn gấp bội so với A-50U. Nó được thiết kế với số liệu update các lớp mục tiêu mới, bao gồm các máy bay chiến đấu tàng hình thế thứ năm mới nhất. Bộ Quốc phòng Nga nhận định rằng khả năng của A-100 vượt trội hơn đáng kể so với các lớp máy bay tương tự ở trong và ngoài nước kể cả là máy bay AWACS Boeing E3 Sentry của Mỹ. Và đây có thể là một lý do khiến cho Mỹ quyết định nâng cấp toàn bộ số máy bay E3 Sentry hiện có trong biên chế. Hiện nay thì NATO có 14 đơn vị AWACS được triển khai tại các căn cứ Gleykitchen phía Tây nước Đức. Và theo kế hoạch mới nhất, NATO đã phân bổ khoảng hơn 1 tỷ euro cho việc hiện đại hóa các máy bay cảnh báo sớm AWACS. Sau đó thì những chiếc máy bay AWACS Boeing Sentry của Mỹ sẽ được nâng cấp nhằm kéo dài thời hạn sử dụng cho đến năm 2035. Máy bay này được thiết kế trên cơ sở máy bay Boeing 707 để trợ giúp cho các hệ thống phòng không mặt đất. Theo thông tin sơ bộ, các chuyên gia sẽ lắp đặt động cơ mạnh hơn và kinh tế hơn dành cho các máy bay này, cập nhật hệ thống điện tử, hệ thống điều khiển, hệ thống liên lạc và hệ thống giám sát thay cho các hệ thống analog, tín hiệu tương tự bị lỗi thời. Họ sẽ lắp đặt các hệ thống kỹ thuật số Phương tiện làm việc chính của hệ thống AWACS là các vòng anten radar đường kính 9 m gắn trên thân máy bay nhờ hai thanh chống dài 4 m. Anten khi hoạt động có tốc độ quay 6 vòng trên 1 phút. Với sự trợ giúp của radar, AWACS có thể không chỉ phát hiện và xác định các thông số bay của bất kỳ mục tiêu nào trên không mà còn phát hiện các vật thể trên mặt biển. Khi bay ở độ cao 9 km, mỗi máy bay AWACS có thể bao quát một khu vực rộng tới 300.000 km vuông. 3 chiếc máy bay bao phủ toàn bộ Trung Âu. Phi hành đoàn của nó gồm 4 người, nhưng trên máy bay luôn có thêm khoảng 15 chuyên gia điều khiển các thiết bị radar. Nếu được tiếp nhiên liệu trên không, chiếc radar bay có thể bay liên tục trong vòng 18 giờ. Theo một bài viết trên trang web của hãng thông tấn Nga là Sputnik, cho biết rằng các công trình sư lối lạc của Liên Xô mới chính là những người đầu tiên trên thế giới đưa ra những ý tưởng về một loại radar cơ động trên không, tức là radar bay và đã đạt được thành công trong lĩnh vực chế tạo AWACS. Dưới thời kỳ Liên bang Soviet, các nhà thiết kế đã tạo ra máy bay chỉ huy và cảnh báo sớm sớm hơn vài năm so với các đồng nghiệp tại Mỹ. Máy bay cảnh báo sớm TU-126 đầu tiên của Liên Xô được thiết kế trên cơ sở máy bay dân dụng TU-114 đã được trang bị dành cho quân đội vào năm 1965. Trong thời gian chiến tranh lạnh, khi có nguy cơ Mỹ có thể tấn công từ hướng Bắc, các chuyên gia đã thảo luận nghiêm túc nhu cầu về các loại phương tiện như vậy. Do các đặc điểm địa lý và chiều dài lớn, đoạn đường biên giới phía bắc của Liên Xô dễ bị tấn công bởi các máy bay nắm bom chiến lược của đối thủ tiềm tàng. Vì không có khả năng xây dựng nhanh chóng, các trạm radar mặt đất bao phủ một phần lãnh thổ rộng lớn như vậy, các chuyên gia đã quyết định xây dựng hệ thống radar di động. Các nhà thiết kế đã bắt đầu thực hiện dự án này vào năm 1955. Ở giai đoạn đầu, họ muốn lắp đặt các thiết bị radar tinh vi trên máy bay ném bom chiến lược TU-95. Tuy nhiên, các loại thiết bị có kích thước rất lớn, không vừa với thân máy bay hẹp. Ngoài ra thì cần phải tìm chỗ cho hơn 20 người, các phi công và hai kiếp chuyên gia kỹ thuật thay phiên nhau trực radar. Với những yêu cầu như thế này, máy bay dân dụng TU-114 mới nhất là phương án tối ưu. Máy bay Tupolev TU-126 được trang bị radar giám sát Liana có khả năng phát hiện ra các mục tiêu trên không tại khoảng cách từ 100 đến 350 km cũng như là các tàu nổi tại khoảng cách 400 km, Sada có thể truyền thông tin đến các sở chỉ huy tại khoảng cách tới 2.000 km. Nhưng sau đó thì các nhà thiết kế đã phải giải quyết vấn đề nan dài này là Sada phải được gắn trên trụ quay với tốc độ 10 vòng trên 1 phút. Vì thế, họ đã phải phát triển một ổ trục đặc biệt với đường kính hơn 1 mét. Nhưng sau đó thì người Mỹ đã sao chép được công nghệ này dành cho AWAS của họ. Sau khi mà chế tạo thành công, chiếc TU-126 của Lê Xô, có khả năng vượt qua khoảng 10.000 km, bay suốt một ngày đêm nếu được tiếp nhiên liệu trên không. Tuy nhiên, dù được trang bị các thiết bị trinh sát tiên tiến, nhưng điều kiện làm việc trên máy bay vẫn rất khó chịu đối với các phi công. TU-126 không có trang trí nội thất, bởi để giảm trọng lượng, các nhà thiết kế đã từ bỏ tất cả các vật liệu cách âm, cách nhiệt và giảm tiếng ồn. Phi hành đoàn buộc phải tiếp xúc với tiếng ồn lớn, làm việc trong cái lạnh và liên tục tiếp xúc với bức xạ từ thiết bị vô tuyến Tuy nhiên, bất chấp những nhược điểm trên, Tupolev Tu-126 vẫn là loại máy bay hiệu quả và đáng tin cậy. Trước máy bay chỉ huy và cảnh báo sớm này đã trở thành một phần không thể thiếu của không quân Liên Xô. Ngày nay thì quân đội Nga có phi đội máy bay AWACS được phát triển dựa trên cơ sở máy bay vận tải Ilyushin Il-76. Phiên bản nâng cấp gần nhất với định danh BDF A-50 Minstay có tính năng chỉ sát phát hiện và chỉ huy điều khiển vượt trội TU-126 cùng với phạm vi bay lớn hơn. Trên máy bay có tới hơn 20 tấn thiết bị điện toán, ra đôi hiện đại. Máy bay A-50U có khả năng phát hiện những mục tiêu tại khoảng cách lên đến 600 km. Ngoài ra, thì Nga còn đang đưa vào thử nghiệm nâng cấp A-100 Primer tính năng mạnh hơn gấp bội so với A-50U. Và có lẽ cuộc đấu giữa AWACS Boeing E-3 Sanchi của không quân Mỹ và A-100 Primer của không quân Nga sẽ là một cuộc đấu hết sức thú vị bản tin của chúng tôi đến đây xin phép được tạm dừng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những bản tin tiếp theo